Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An cho biết, bộ phận thanh tra đã hoàn tất hồ sơ tiến hành phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Trái đất Xanh, chuyên xử lý chất thải công nghiệp và thu mua phế liệu tại khu công nghiệp Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An khiến hai người tử vong. Theo ông Mai Thành Khải, Tránh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, trước đó ngày 17 tháng 10, ba công nhân Trần Văn Hậu, sinh năm 1983, quê Kiên Giang, Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1977, quê An Giang, cùng với một người khác tên Nguyễn Văn Cam được thuê đến đây để sục rửa bồn chứa khí, sau đó thì bị ngạt khí gục ngay trong bồn. Riêng anh Nguyễn Văn Cam được phát hiện kịp thời chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Văn Xuân và Trần Văn Hậu đã tử vong. Hiện anh Cam đã qua cơn nguy kịch. Sau khi tai nạn, các ngành chức năng đã yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Trái đất Xanh có trách nhiệm hỗ trợ gia đình nạn nhân lo mai táng, cũng như đang nằm trị tại bệnh viện. Đồng thời phối hợp với công an khám nghiệm hiện trường, lập biên bản xử lý theo quy định an toàn lao động tại doanh nghiệp.